Ca sĩ Minh Thuận, anh tham gia ca hát từ nhỏ. 5 tuổi đã được mẹ dẫn vào tham gia ca hát trong đoàn nhà thờ, nhưng sự nghiệp của anh thật sự bắt đầu vào năm 1984 tại nhà văn hóa quận 5. Năm 1988, anh tham gia nhóm ca khúc chính trị Tiến Đạt. Tại đây, anh đã gặp Nhật Hào và lập đội song ca Minh Thuận Nhật Hào. Năm 92, đôi song ca Minh Thuận Nhật Hào ra mắt khán giả và liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả. Đôi song ca với lợi thế vũ đạo cho các tiết mục cùng với các khúc nhạc nước ngoài, Anh, Hoa, Lời Việt và giai điệu trẻ trung sôi động đã khuấy động hầu hết các sân khấu ca nhạc thời bấy giờ. Ngoài ra, Minh Thuận cùng với Nhật Hào đã tạo ra phong cách riêng mà mái tóc dài đặc trưng rất được fan yêu thích. Năm 1996, đôi song ca Minh Thuận Nhật Hào tách ra solo để lại những nuối tiếc cho người hâm mộ. Để bắt đầu sự nghiệp hát solo, anh gặp nhiều khó khăn vì khán giả đã quen hình ảnh song ca cả hai người chỉ có mỗi Minh Thuận bước ra. Khán giả bên dưới hỏi, người kia đâu? Khiến anh rất khó khăn để bắt đầu với hình ảnh mới. Anh bắt đầu tham gia biên tập cho các chương trình ca nhạc TT Mưa Tuổi Hồng, hội tụ rất nhiều ca sĩ như Phương Thanh, Sĩ Ben, Tam Ca Áo Trắng, Cẩm Vân, Triệu, Thùy Trang, Hoàng Dũng. Và khán giả đã thấy rõ một Minh Thuận solo với phong cách tiến bộ rõ rệt từng ngày của anh. Có thể kể đến một vài video clip được công phu như Tình Xưa Không Phai, Nuối Tiếc Khi Chia Tay solo cùng ca sĩ Tùng Ben, Khi Nào Em Mới Biết đã được khán giả chấp nhận. Cùng năm này, Minh Thuận cho ra mắt album Vol 1 Tình Đầu Chưa Nguôi. 10 ca khúc trong album hầu hết là ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, được đánh dấu sự trở lại của nhạc sĩ Lê Liệu Hà dịch Lời Việt Break. Cùng với sự tham gia phong cách của Minh Thuận mượt mà và khỏe khoắn hơn, dẫu ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt nhưng được đầu tư nghiêm túc đã được khán giả yêu thích bình chọn top 5 album hay nhất năm 1996. Sự nghiệp ca hát của Minh Thuận khá đồ sộ với khoảng 40 album phát hành, với thâm niên hơn 25 năm ca hát tính đến năm 2011. Năm 2010, trong một bài phỏng vấn, anh đã phủ một album mới sẽ phát hành. Với sự nghiệp khởi đầu của Minh Thuận gắn liền với ca khúc Nhạc Hoa, giọng anh nhẹ nhàng rất phù hợp với các ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, song ca cùng Nhật Hào và đơn ca như Chàng Trai Beijing, Tình Đã Phai, Uyên Ương Hồ Mộ Điệp, Khi Nào Em Mới Biết, I Love You OK, Thất Tình, Tiểu Phương, Nửa Trái Tim, Đời Em Trở Về, Nụ Hôn Biệt Ly, Sayonara. Thời vàng son thứ hai của các ca khúc Việt đã đưa anh đến và giải với giải Làn Sóng Xanh có bị chọn khán giả như Nỗi Đau Ngọt Ngào, Tình Thơ, Tình Phiêu Lãng, Khi Nào Em Buồn, Một Đời Người Một Rừng Cây, Đừng Giận Hờn Xa Nhau, Lời Trái Tim Muốn Nói, Em Đi Qua Tôi, Mùa Hạ Mãi Xa. Hiện nay ca sĩ Minh Thuận đang chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tất cả những tin tức về ca sĩ Minh Thuận sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục qua channel Người Nổi Tiếng. Mời các bạn chú ý theo dõi lắng nghe.